Đây để khách kiểm tra lại cân. Sao đợt này mua thanh lý đâu được nhiều chuồng thế này anh? Từ từ từ, bật bật cân đi. Ôi giời ơi, chỉ cần một năm này là ăn thua rồi. Ông anh kia ông bảo tuyên bố hôm nay dỡ chuồng rồi. Dạ, em đi Hòa Bình. Dạ. Yeah. Chưa phải chủ cũ. À. Chưa dùng tí gì cả. Chẳng qua là người ta chưa vào đoạn thôi. À. Hơn nhau chỗ đấy, anh vớ được chỗ này cân sắt vụn quá đẹp. Tôi mua được một mớ là 16 rừng đẻ này. À. Một ô được và 86 ô bầu. Tôi đoán là tôi mua bao tiền? Bán bằng cân 10.000 được cầu đồng một cân. Giá chưa? Nhưng mà tôi phải biết béo phải 15.000 anh nhỉ. Thế đâu? Tớ mua là 16 cái giường đẻ này nha, một ô đực và 86 ô bầu là tớ mua 97 triệu. Ôi giời ơi. Thế thì em vào em xem chỉnh cân đồ anh cái chân nào. Chờ đi anh cứ cho vào đi, cho vào luôn rồi. Chờ đi, chờ đi. Đấy. Rồi ok. Rồi. Bỏ ra thôi được rồi, anh cứ vào đi. Tí nữa em test cho. Thằng này chưa biết làm cân này, em bảo thẳng luôn. Em dám khẳng định luôn, tại vì em làm hộp 3x3 cơ mà. Sao nó rẻ. Ok. 174 cân. Đấy. Chuẩn chưa? Vâng đấy, ở nhà em 175. Ok. Em cho anh cái con lợn kia ra cái. Nhá. Nhá. Không.